Mimi. Sợ thì chạy trốn mà. Mimi. Mimi. Nó víu nó rồi, nó lạ nó víu nó. Ở đây biểu ai? Đi đâu vậy? Mẹ. Trời lạnh lò. Cỡ lắm, quay vào đó kìa. Có ai biết mày là ai đâu mà mày lo. Không mua đâu. Phải tìm kiếm vô. Tìm đúng. Kiếm tài nhân tài. Thấy rồi, đây Việt Nam cầm súng kiểu này là ở tù. Đi đâu vậy? Vô nè. Nhìn là biết liền cái gì.
Nhìn coi trên coi mạng là biết. Làm loạn gần tới lỗ nhựa chứ gì con, gần tới lỗ nhựa chứ. Để lẹo ra còn khoảng bao xa cũng gần rồi. Chú chắc chú quay về khi tôm mà tính đi về tới con đó lại tải chặt
Cái đó là cháu hả? À, cho hả? Để đựng cho nó dính. Đã trộn với đất hả? Ở
ở bên Tri Tôn Quan Giang bển là ta cũng làm mà ta làm hết núi nó pha cát. Nó có là, cát sẵn. Mà khi đốt là đốt bằng củi với cái gì nè, với rơm mà chứ nó có đốt bằng cháu. Rồi, cảm ơn nha con. Đi vòng vòng quay phim mấy cái cảnh đồng quê.